Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, Zika Audio xin chào anh Mai Trí Công nhé. Vâng, ở Thống Nhất Đồng Nai. Vâng, sau khi anh xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái trùng hú Feedback XTR 2.0. Vâng, thì em thay mặt công ty Zika Audio thì cảm ơn anh Công đã tin tưởng và ủng hộ cái trùng hú Feedback nhé. Vâng, thì trường hợp của anh Công cũng rất là đặc biệt. Anh có hai cái mic dây mà muốn kết nối với lại cái trùng hú Feedback XTR 2.0 thì bên em đã cấy ghép một là cái jack để chuyển đổi từ mic dây sang cái jack Canon để anh kết nối được với cái trùng hú Feedback XTR 2.0 bên em, để anh kết nối với âm ly để trùng hú rất là tốt. Còn thường thường là cái mic bên này, bên em đây là mic của anh đã gửi từ trong Đồng Nai ra đấy ạ. Đây là mic Shanxi. Vâng, anh gửi trong Đồng Nai ra với hai cái hộp đây ạ. Vâng, bên em đã cắt cái jack 6 ly của cái mic có dây và bên em đầu nối với cái jack Canon đực ra để kết nối với cái trùng hú đấy ạ. Vâng, thì bác nào trong kênh YouTube mà muốn tích hợp trùng hú với cái mic dây thì hãy liên hệ với bên Zika Audio để được phối ghép nhé. Vâng, đây là cái Shinseng 838252S E83825A của anh Công đã gửi ra bên em nhận được ngày 9 tháng 3. Rồi bên em đã cấy ghép cho anh đấy ạ. Vâng, chuyển đổi từ mic có dây kết nối với Feedback XTR 2.0 trùng hú. Vâng, thì bên em cũng đã test và đã thử rất là ok. Thế đây em đang đứng rất là gần mà cái mic này của anh Công đã bật nhá. Nó rất là gần loa và nó không hề hú tí nào. Em thử cho anh Công nhá. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2. Vâng, em đang ở rất gần loa. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Vâng, em đang ở rất gần loa anh Công nhá. Vâng, vừa cái mic của anh đã gửi ra cho bên em để bên em đầu nối đấy ạ. Đúng ra gọi là chế jack để kết nối với cái trùng hú. Vâng, và bên em đã đầu phối gọi là chế thành công hai cái jack của anh với hai cái mic Shinseng của anh nhá. Vâng, và bên em đã lấy cái trùng hú Feedback XTR ra bên em test đấy ạ. Vâng, hộp của anh đã để sẵn đây để tí nữa bên em test cẩn thận. Ok, bên em bắt đầu gửi. Vâng, rất là tiện ích. Vâng, đây là phía sau đây ạ. Vâng, đây là phía sau anh Công nhá. Thì bên em sẽ tặng anh hai cái jack này này. Hai cái jack Canon chuyển ra 6 ly để anh kết nối với âm ly. Đây em đang kết nối đằng sau đây ạ. Đây là đường ra này, output này, đường ra này. Vâng, và em đã chế cho anh cái jack Canon đây ạ. Đây là hai cái đầu vào của cái mic dây của anh đây. Sau đó là anh đưa xuống âm ly này, vẫn kết nối 6 ly với âm ly bình thường đấy ạ. Vâng, thì đây là cái hoạt động của cái Feedback CFD 880. Vâng, anh Công nhé, bên em đã đấu chế cho anh thành công nhá. Đấy, anh có ngồi cạnh loa nó cũng không rú rít gì cả. Em thử lại một lần nữa nhé. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Vâng, em đang ở rất gần loa anh Công nhá. Đấy, rất gần loa đấy ạ. Không hề rú rít một tí nào. Vâng, hiện tại cái mic của anh đã chuyển ra cho em, bên em đã đấu thành công và kết hợp với cái trùng hú Feedback XTR 2.0. Họ kiểm tra cũng rất là ổn định. Vâng, sau đây em xin phép anh Công để em bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, sau cùng thì em thay mặt công ty chúc anh Công và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh Công luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Công và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ. Vâng, thành công nhá. Sau khi bên em đã đấu chế cho anh cái mic dây kết hợp với Feedback thì bên em đã bọc lót cẩn thận đấy ạ.